Sau khi bão Milton đổ bộ, nhiều người dân Florida bàng hoàng với những con vật lạ xuất hiện trong nhà mình. Sau khi đổ bộ trực tiếp vào Florida, bão Milton đã khiến hàng triệu người dân của bang này phải sơ tán khẩn cấp. Với sức công phá mạnh lịch sử, bão Milton đã khiến cho thành phố Florida tan hoang chỉ sau vài giờ đổ bộ. Bão Milton vừa đi qua, sau 24 giờ sau bão, những người dân sơ tán khẩn đã bắt đầu quay trở về nhà để dọn dẹp tàn tích sau bão. Những căn nhà bay mất mái, tình trạng ngập lụt ở nhiều nơi, cây cối ngã đổ, khung cảnh tan hoang là những gì người dân Florida trông thấy sau siêu bão. Tuy nhiên, nhiều người không ngờ đến được siêu bão Milton ấy vậy mà lại đem đến cho gia đình họ những vị khách không mời. Trong một đoạn video được lan truyền trên X và TikTok, một gia đình ngay khi vừa trở về nhà sau sơ tán liền bắt gặp một con cá sấu khổng lồ trong chính căn nhà của mình. Con vật đáng sợ này không ngừng nhe răng, đe dọa những người trong nhà. Ủy ban bảo tồn cá và động vật hoang dã Florida trước đó đã ra cảnh báo rằng các động vật hoang dã như cá sấu, gấu, lợn biển có thể phải di rời do ảnh hưởng của thiên tai và chúng hoàn toàn có thể lựa chọn nơi cư trú của con người. Các chuyên gia cũng cảnh báo về việc cá sấu có thể xuất hiện trong nước lũ, yêu cầu các hộ gia đình cẩn thận. Sẽ có nhiều loài động vật bị di rời tránh bão như con người mà mọi người phải chú ý, bao gồm cả rắn trên mặt đất. Chúng có thể dễ bị bỏ sót khi nằm giữa những cành cây gãy trên mặt đất. Mọi người cần phải thực sự cẩn thận khi di chuyển trong khu vực sau cơn bão, một chuyên gia cho biết. Joseph Malinowski, 54 tuổi, được mệnh danh là Trung úy Dan trên mạng xã hội, đã trở nên nổi tiếng sau khi khăng khăng quyết định ở lại trên thuyền để đón siêu bão Milton, cơn bão kinh khủng đã tàn phá tan hoang một phần của nước Mỹ. Người đàn ông Florida cụt một chân, sống trên một chiếc thuyền buồm dài 6 mét, đã trở nên nổi tiếng vì từ chối rời khỏi con tàu mình đang sinh sống trước khi cơn bão đổ bộ vào vịnh Tampa với sức gió mạnh cấp 3, gần 200 km/h. Trước khi siêu bão Milton với sức công phá khủng khiếp ập đến, chính quyền địa phương đã cố gắng thuyết phục Malinowski sơ tán đến nơi an toàn. Nhiều người đã lên tiếng đề nghị Malinowski tới các khách sạn gần đó hoặc nhà riêng của họ để trú ẩn, nhưng ông đều từ chối. Trước đó, Malinowski đã trở nên nổi tiếng trên toàn nước Mỹ sau khi Taryn Concannon, một nhà sáng tạo nội dung trên TikTok, đăng một loạt video về những trải nghiệm của ông già cứng đầu Malinowski khi ở lại trên thuyền đón bão Helene, một trận siêu bão khác đã càn quét nước Mỹ hơn chục ngày trước đó. Khi cơn bão Milton tiến gần đến Tampa, Malinowski đã đăng lên tài khoản mạng xã hội của mình để trấn an những người theo dõi, trong lúc chiếc thuyền của ông rung lắc dữ dội trước gió mạnh và mưa ngày càng nặng hạt. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương, các phóng viên NBC News đã nhắn tin cho Malinowski hỏi thăm liệu ông có ổn sau cơn bão hay không, và ông đáp ổn. Phóng viên đã quay lại để kiểm tra tình hình Malinowski sau khi bão Milton đổ bộ và tìm thấy thuyền buồm của ông được buộc vào một bến tàu ở vịnh Tampa, nơi nhiều thứ khác đã bị cơn bão cuốn bay. Ông đã gọi Trung úy Dan vài tuần trước khi cabin thuyền buồm mở ra. Người thủy thủ bướng bỉnh này thò đầu ra và nói một cách thản nhiên, "Tôi ổn." Trên tài khoản mạng xã hội của mình, ông cũng chia sẻ cảm giác của mình khi đó, không đáng sợ, không gây hại, chỉ là cảm thấy kỳ lạ. Trong suốt đêm hôm đó, khi cơn bão đổ bộ, Trung úy Dan đã cập nhật thêm một số bài đăng lên tài khoản TikTok của mình, khẳng định ông sẽ vẫn an toàn ngay cả khi cơn bão trở nên mạnh hơn. "Tôi thậm chí còn chưa làm đổ cà phê của mình", ông nói trong một bài đăng trên TikTok vào khoảng 10 giờ 30 phút tối thứ tư theo giờ địa phương. Đến khoảng 3 giờ sáng, ông cập nhật trạng thái với dòng bình luận "Tôi còn sống, cảm ơn Chúa". Nói về quyết định kỳ lạ của mình khi ở lại trên thuyền trong cơn bão, ông nói, "Nơi an toàn nhất là ở trên thuyền. Chúng ta đã học được điều đó từ Noah, khi mọi người ở trên bờ đều chết đuối." Malinowski nói với các phóng viên, "Nếu thủy triều lên, tôi cũng sẽ lên, miễn là nước không tràn vào thuyền thì tôi vẫn ổn." Ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết đã giải cứu thành công một người đàn ông bám vào thùng đá trôi giạt ngoài khơi vùng biển thuộc bang Florida sau khi bão Milton càn quét vùng này. Trước đó, từ ngày 7 tháng 10, tàu đánh cá của người này đã gặp sự cố ở ngoài khơi cách bờ biển Madeira, Florida khoảng 32 km. Các thuyền viên đã được giải cứu trong khi con tàu bị bỏ lại trên biển. Đến khoảng trưa ngày 9 tháng 10, chủ tàu đánh cá báo cáo với lực lượng bảo vệ bờ biển rằng vào rạng sáng cùng ngày, thuyền trưởng đã trở lại tàu để sửa chữa, nhưng sau đó chủ tàu không thể liên lạc với thuyền trưởng.
Nhận được báo cáo, nhân viên trực trạm bảo vệ bờ biển tại thành phố Peterborough đã liên lạc qua radio với thuyền trưởng. Qua đó được biết bộ phận bánh lái gần chân vịt đã bị vướng dây và không thể hoạt động khi tàu đang trở lại cảng. Tình hình ngày càng xấu đi khi siêu bão Minton đến gần. Nhân viên tại trạm hướng dẫn người đàn ông này mặc áo phao, bật đèn báo hiệu khẩn cấp và cuối cùng đã mất liên lạc vào lúc 18 giờ 45 cùng ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương. Cuối cùng sau một đêm dài, đến 13 giờ 30 ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương, phi hành đoàn trực thăng thuộc trạm máy bay Miami 65 thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển đã phát hiện người đàn ông đang bám vào một chiếc thùng đựng đá lênh đênh trên vùng biển cách bờ biển thị trấn Lombard Key, phía tây Florida gần 50 km. Video ghi lại khoảnh khắc lúc đó cho thấy một nhân viên trên trực thăng đã đeo dây và nhảy xuống biển rồi tiếp cận người đàn ông này. Đến nay, tung tích của tàu đánh cá chưa được làm rõ, còn người đàn ông được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tampa để theo dõi sức khỏe. Thuyền trưởng đã sống sót qua thảm cảnh ác mộng nhất, kể cả đối với những thủy thủ giàu kinh nghiệm nhất. Trung tá Dana Grady, lãnh đạo Trung tâm Chỉ huy Lực lượng Bảo vệ Bờ biển khu vực Peterborough cho biết. Ông Grady nói thêm, người đàn ông có thể đã phải chống chịu trước sức gió lên đến 145 km/h, sóng biển cao tới 7,6 m xuyên đêm, sống sót vì đã mặc áo phao, đeo đèn báo hiệu khẩn cấp và bám vào một thùng đựng đá. Siêu bão Minton đổ bộ vào bang Florida từ ngày 9 tháng 10, tàn phá nặng nề trên khắp các địa phương ở tiểu bang phía nam nước Mỹ. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cho biết đã có ít nhất 340 người và 49 vật nuôi được giải cứu. Hơn 3 triệu người đã bị mất điện, 90.000 người phải di tản, trong khi nhiều nơi bị ngập lụt nặng nề, nhiều công trình hạ tầng bị bão và lốc xoáy phá hủy. Đêm ngày 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian SWPC của Mỹ cảnh báo tình trạng bão từ nghiêm trọng có thể cản trở nỗ lực tái thiết sau bão Helene và bão Minton khi làm gián đoạn liên lạc vệ tinh, lưới điện và hệ thống định vị toàn cầu GPS. Theo SWPC thuộc Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia NOAA, một vụ phóng vật chất cực mạnh từ vành Nhật Hoa đã tấn công trái đất vào đêm cùng ngày, làm gián đoạn từ trường của trái đất và nhanh chóng đạt đến tình trạng bão từ G4 nghiêm trọng vào sáng sớm ngày 11 tháng 10. Hiện tượng này xảy ra vào thời điểm mặt trời đang tiến gần hoặc có thể đang ở đỉnh điểm của chu kỳ 11 năm khi hoạt động tăng cao. Dự kiến cơn bão từ này sẽ kéo dài trong ngày 11 tháng 10 và ngày 12 tháng 10 theo giờ Việt Nam, với khả năng đạt đến mức cực đại G5, tương tự như hiện tượng từng ghi nhận hồi tháng 5 năm nay khi chúng tạo ra cực quang rực lửa có thể quan sát được ngay cả từ các cực của trái đất. SWPC cho biết trung tâm này đã cảnh báo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang và các cơ quan nhà nước phải hành động sớm để giảm thiểu mọi tác động tiềm tàng. Cảnh cáo được đưa ra vào thời điểm những cơ quan này đang phải căng mình ứng phó với hậu quả của hai cơn bão lớn là Helene và Minton. Trả lời họp báo tại Washington, chuyên gia Sorda tại SWPC cho biết có khoảng 5.000 vệ tinh cần được điều chỉnh quỹ đạo do lực cản của khí quyển tăng lên. CME, những đám mây plasma khổng lồ và từ trường đi kèm do mặt trời phun ra có thể tàn phá từ quyển của trái đất, nơi bảo vệ hành tinh khỏi bức xạ hạt. Chúng có thể gây nhiễu vệ tinh, tín hiệu vô tuyến và hệ thống định vị GPS. Chúng cũng gây ra mối đe dọa đối với lưới điện. Đơn cử như cơn bão Halloween vào tháng 10 năm 2003 đã gây mất điện ở Thụy Điển và làm hỏng hệ thống lưới điện ở Nam Phi. Những cơn bão từ vào tháng 5 đã vô hiệu hóa các hệ thống GPS chính xác mà nông dân Mỹ sử dụng trên khắp vùng Trung Tây Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ, dẫn đến tổn thất tài chính lớn. Chúng cũng có thể khiến một số máy biến áp cao thế ngừng hoạt động, song không gây gián đoạn quy mô lớn đối với lưới điện.